Đây là cây hồng anh cánh kép. Điểm khác biệt so với hồng anh thường là cây có từ 2 cho đến khoảng 3 lớp cánh. Loại cây này khi trồng trưởng thành có thể đạt chiều cao từ 2 cho tới 3 mét, thích hợp ở những vị trí nhận nắng cả ngày. Mỗi bông hoa như vậy có đường kính từ 5 cho tới khoảng 8 cm, cánh hoa lớn. Đây là một loại kiểng xuyên hoa thích hợp để trồng làm dàn leo hoặc hàng rào. Đối với loại cây này, trong điều kiện trồng đất có thể sử dụng đất thịt, xơ dừa, vỏ trấu trộn đều với nhau để trồng cây. Do đặc điểm là một cây leo nên khi trồng cây này nên chọn vị trí có trụ cột hoặc dàn leo để khi cây phát triển, các tua mốc sẽ bám vào đó và vươn lên. Nặng đó. Đâu có. Có bồn, có dướng không sao không? Trong thời gian đầu khi trồng cây, do rễ chưa bắt vào đất, có thể cắm thêm các cây sậy hoặc các thanh cặm để cố định cây.